Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Mình còn chưa biết trong này nó như thế nào này. Giờ để em ra đây bày khui ra cho mọi người coi. Bày ra quay clip cho mọi người lát dọn lại. Hôm bữa mình nhờ đứa em nó sưu tầm. Thì cái yêu cầu của mình đó là những cái cây nào mà nó hơi cong cong thì con igu nó bò lên nó nằm nó sẽ đẹp ha, ở dưới thì nó thoáng. Cái thứ hai nữa là những cái cây đó đừng có những cái ngạnh, nhiều khi nó máng vô mấy cái ngạnh đó nó sẽ đứt đuôi. Cắt từ đây đi để giữ lại cái bao, có gì sai tiếp tính bổ làm đôi luôn. Nhưng mà vậy nó mất cái bao uổng. Đợt trước mình đi ra ngoài mình chơi mình cũng trở về mới rồi, anh em cũng thích gửi cho mình thêm mới. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, hôm nay ở nhà đang sửa mấy cái chuồng chó cho tụi nhỏ, làm cái nền lại. Năm nay không biết mưa ở đâu mình quá trời nước ha, nó ngập lụt luôn. Cho nên giờ nâng nền lên cho ở cao cao vừa dọn dẹp vệ sinh đồ được. Giờ mình sẽ khiến này qua đây. Cũng không có nặng lắm. Ây da, ây da. Ok. Đấy các bạn, cái nền cũ đây nè. Nhưng mà năm nay nước nhiều quá, nước ngập luôn. Cho nên bây giờ mình sẽ bứng mấy cái tấm đà này lên, xong rồi gác cây đà xây cục gạch lên, làm cho nó cao lên, nó vừa không có bị ướt nước mà xịt rửa đồ phân rồi nó chảy ra ngoài cũng dễ. Rồi ok, để cho mấy anh làm đi, đó không phải là chủ đề chính ngày hôm nay đâu. Mình sưu tầm được mớ cây lũa để cho cái việc trang trí ha, bỏ trong chuồng cho igu nó leo cũng được, rồi mấy con bò sát khác nó leo cũng được, trang trí làm gì cũng được hết. Hai bao này hàng về bữa giờ cũng chắc có chục ngày rồi đó mà mình chưa khui nữa. Đợi hôm nay có dịp quay clip khui cho mọi người coi. Mình còn chưa biết trong này nó như thế nào đây. Ây da. Đi. Giờ để em ra đây bày khui ra cho mọi người coi. Bạn lát dọn dẹp vô cũng bê. Bày ra quay clip cho bạn lát dọn lại. Xếp vô lại cũng bê. Ok, hết đất cái này để quên. Ây. Ây. Giữ nguyên cái văn hóa hít đất này nha các bạn. Ôi à. Từ lúc mình quay clip giờ tháng này tháng thứ 6 rồi, hít đất đều. Mất cái bụng luôn. Lúc trước là bụng bự rồi. Bận đồ ôm là bụng bự luôn. Giờ mất cái bụng rồi. Bận đồ đẹp được. Để mình lấy cái kéo. Hôm bữa mình nhờ đứa em nó sưu tầm. Thì cái yêu cầu của mình đó là những cái cây nào mà nó hơi cong cong thì con igu nó bò lên nó nằm nó sẽ đẹp ha, ở dưới thì nó thoáng. Cái thứ hai nữa là những cái cây đó đừng có những cái ngạnh, nó đừng có những cái ngạnh này thì đuôi con igu dài, nhiều khi nó máng vô mấy cái ngạnh đó nó sẽ đứt đuôi. Hoặc là đừng có những cái lỗ. Có những cái cây lũa nó rất là đẹp các bạn, nhưng mà thứ nhất là nó già quá, nó có những cái ngạnh hoặc là nó có những cái lỗ, nó rất là tự nhiên thì nó phù hợp trang trí cho những cái dòng khác. Nhưng mà riêng cái dòng iguana đuôi nó dài quá thì nó vướng vô cái ngạnh này dễ đứt đuôi lắm. Cái thứ hai, nhiều con còn nhát, nó chui vô những cái lỗ đó, trốn trong đó, nó nằm hoài trong đó luôn thì nó sẽ nhát. Rồi mình có lấy ra nó cũng chạy chụa cái da nó, cái bản năng của nó khi mà nó nhát nó rút vô hang như này, nhiều khi cái lỗ nhỏ nó cũng kén nó chui vô cái lỗ luôn thì nó chạy chụa mặt mày nó. Cho nên là mình yêu cầu á là đứa em nó lựa cho mình những cái cây nào mà nó chỉ cần nó hơi cong cong lên vậy đó, là giống như cái cầu vậy á, thì nó bò nằm trên nó đẹp, chứ đừng có những cái hang hốc hay là những cái ngạnh đầu ra. Thôi cắt từ đây đi để giữ lại cái bao, có gì sai tiếp tính bổ làm đôi luôn. Nhưng mà vậy nó mất cái bao uổng. Này anh em nào mà thấy cây nào mà hợp nhãn với mình á, thích á, inbox mình ha, mình chia lại cho.
này mình lựa sẵn mớ để coi cái nào xài được, cái nào, cho nên mình lấy cũng hơi nhiều, ủng hộ đứa em nó làm cái này, người em này gửi vô cho mình hôm tính ra lâu chứ, từ hôm 2 tháng 9 tới giờ á, rồi chưa giờ không có dịp quay tới nó, cho nên mình để nguyên luôn, chưa có mở ra, chưa có khui ra. Chưa có biết ở trong này nó hàng như thế nào nữa. Đợt trước mình đi ra ngoài mình chơi, mình cũng chở về mới rồi, anh em cũng thích rồi, anh em chia hết luôn, như anh em thấy hết luôn. Mình giữ nhà được con cây mình xài thôi. Đợt này mình kêu gửi vô cho mình thêm mới. Ủa, con ve cũng đẹp á. Khui trên này nó dễ lấy mà nó hư cái bao. Đó. Mình xếp từ từ ra. Thì đúng cái yêu cầu của mình luôn nha các bạn. Thì ví dụ như cái chuồng của mình có khoảng chừng 1 mét thì mình bỏ cây này dừa nè. Bé nó bò lên nó nằm phơi ở đây, đèn đánh xuống đây. Ở dưới này nó vẫn có không gian rộng ha. Rất là tự nhiên, rất là đẹp. Ưng ý rồi đó. Anh em nào thích thì có thể inbox ha. Đó. Ok chưa? Quá đẹp luôn. Cái này á, cái này hai khúc này nó hơi đơ nè, anh em có thể bỏ cũng được hoặc để. Hai khúc này hơi đơ, nếu mà chuồng anh em nào mà chuồng ngắn á, chuồng 80 có thể bỏ khúc này luôn nè ha, chỉ cần lấy cái khúc cong lên này là đẹp rồi đó. Cái này là cái những cái lũa rất là già ha anh em ha. Thì trong mà đi gu á, nếu mà mình xài những cái cây leo á mà nó bằng cái chất liệu mà gỗ thịt á, thì nó sẽ dễ bị tác động bởi mưa gió, rồi nó sẽ bị mục. Rồi bên cạnh đó là nó giữ ẩm rất là nhiều, những cái gỗ thịt thì nó hút nước. Coi gu khi nó nằm trên đó thì nó dễ bị nấm xảy ra. Còn những cái gỗ lũa này á, nó rất là chắc và nó không có ngậm nước nhiều, cho nên là cái vấn đề mà bị nấm mốc thì nó sẽ hạn chế hơn anh em ha, hơn là mấy cái gỗ thịt. Rất là ok. Hai cây là thấy ưng ý rồi đó. Đóng hàng cũng kỹ quá. Ồ, cây này cũng đẹp nè. Rất là già mới được những cái sớ. Và tùy cái loại lũa các bạn ha. Tùy cái loại cây. Ok chưa? Rất là đẹp. Rất là phù hợp cho bò sát. Đó. Ô, cây này già chát luôn. Đẹp ha. Đó. Thủy sinh rồi, ok. Thì các ngành luôn. Anh em nhìn coi hợp mắt thì nhắn tin cho mình hoặc ở gần lên đây lựa, mình chia cho. Có đồ đẹp chia nhau chơi. Này nó cũng ok, hơi thấp. Nhưng mà cũng được. Đó. Vậy đó. Nằm rất là tự nhiên. Cái này chỉ có những cái cây lâu năm thôi. Nhiều anh em thì tận dụng mấy công ty cây xanh á, tới mùa mưa người ta đi tỉa cây cho gọn á, bạn sợ mưa gió nó gãy nó rớt vô người đi đường á. Mấy cây này nè thì nó mềm lắm, nó là gỗ thịt, đâm ra là xài từ từ cái đầu nấm mốc đồ mọt mối đồ nó ăn mục hết.
Rồi những cái cây đó là nó gỗ thịt mà, nó hút nước rất là nhiều. Thì nó làm cho các igu nhiều khi nó nằm lên nó bị nấm. Thấy không? Cái cũng đẹp á. Chắc lát bao kia cắt ngang luôn á. Bao này tại vì mấy cái cây này nó chỉ qua chỉ lại á, cho nên là rút ra hơi khó. Cây này nó trèo cây kia. Đây, đẹp đây. Mặt nào cũng đẹp á, có những cây là hai mặt đều đẹp hết. À. Đủ mọi kích thở chuồng hả các bạn ha. Đó. Ồ, đỉnh cao á. Cái lỗ này không sao nè, có những lỗ nó thông nó chui vô nó nằm trong đó luôn đó. Đây. Cái trong cái chuồng igu á các bạn, cái cây lũa là một cái chi tiết nó rất là quan trọng, nó làm cho cái môi trường sống của bé nhìn nó đẹp hơn, nó tự nhiên hơn. Thì các bạn thấy là coi igu á, khi mà các bạn bỏ nó vô chuồng mà chuồng có một cây lũa là cái sự tự tin của nó tăng lên rất là nhiều. Tại vì giống như nó thân thuộc á, nó bò cho nó nằm cái dáng nó rất là đẹp hơn là nằm trên những cái miếng ván vuông vuông. Nó nằm nó không có cái phong độ, thường nó nằm che bè ra. Còn đứng như mấy cây lũa nè, chỗ thấp chỗ cao, nó đứng nó ra cái phong dáng của nó rất là đẹp ha. Thì trong chuồng igu á không nên quá cầu kỳ đâu. Trang trí cầu kỳ quá dọn dẹp cực lắm. Chỉ cần thoáng với lại có một cây lũa nó đẹp đẹp, an toàn để trong chuồng là nó đủ tôn vinh con bét lên rồi. Nhiều bạn thì thích trang trí cái kiểu cầu kỳ thì đôi khi nó làm hút con bét đi, với lại nó tạo ra nhiều ngóc ngách, coi igu nó thể trốn ở trong đó thì nó không có dạng được. Đây. Đó, những cái cầu. Lý do mà mình chọn những cái cây gỗ mà nó có cái độ cong như thế này á là nó không có choáng cái diện tích các bạn không? Ví dụ mình để vô cái chuồng vậy đi thì nó bò nằm đây và nó có thể sử dụng cái diện tích ngay dưới này nữa. Còn có những cây mà nó chè bè quá hoặc là nó chỉ là một cục thôi đó thì nó mất cái diện tích khu vực này luôn. Ha, mình chọn những cây này mình nhìn được thoáng nguyên cái chuồng. À, còn có những cái giống như những cái cục gỗ lũa này cũng rất là đẹp, nó tròn nè, nhưng mà đặt trong chuồng thì nó mất cái diện tích cái khu này luôn, chỉ còn cái đường rìa cho các bé nó di chuyển thôi. Thì mình không thích cái dạng đó lắm, mình thích cái kiểu cây cầu này hơn. Đồ này là dành cho chuồng VIP nè. Đẹp không? Quá là ok luôn. Từng cái đường nét nè. Cái này là tới hàng trăm năm mới ra được những cái lũa thép này. Cực kỳ cứng luôn. Mấy cái này là mối mọt các kiểu đồ là nó chê ha các bạn ha. Nó không ăn được. Rất là nặng. Cục này không chắc cầu... mình đoán nó phải tầm 7-8 kg á các bạn, một cục này nè. Coi mình cầm có con cây lũa nhỏ vậy mà chuột lên đồ gân đồ lên nè, nặng á chứ không phải nhẹ đâu. 7-8 kg á cây này, đoán vậy thôi. Cây này là hàng thường thôi, này cho baby gửi kèm vô. Rồi, hàng hiệu, tiếp tục hàng hiệu.
quá đẹp anh em ha. Nó có thể lắc léo các bạn thấy không? Nó có thể là lắc léo. Nhưng mà nó đừng có những cái ngạnh. Những cái ngạnh ra. Ví dụ như cái ngạnh là mình nói nó giống như cái cây này nè. Có những cây nó già quá, nó có nhiều cái giác chỗ này lắm, nhiều cái ngạnh chỗ này nè. Thì cái đuôi mà nó móc vô đây thì nó sẽ đứt cái đuôi. Cái này có thể lúc mà nếu mà mình xài á, mình sẽ bỏ cái chỗ này đi ha, để cho đừng có kẹt cái đuôi vô cái góc này. Nó nguy hiểm, dễ đứt đuôi cho bé nó. Ở trong đây là chất nhiều chất liệu gỗ lũa khác nhau ha, có nhiều dòng cây khác nhau. Ồ. Oh. Có vẻ như một cây nào bị gãy. Chắc cây này quá. Không biết cây nào luôn. Ồ, lại một siêu phẩm nữa. Ồ. Rất là thoáng mắt. Trời, hết một bao. Anh em nào nãy giờ coi clip, nhìn coi kết khúc nào. Nhắn mình chia lại nha. Chạy qua bên chạy lên lên đây lấy luôn càng tốt. Cái chuồng mình làm cho nó ngon lành rồi, có một cái cây lũa đẹp á, nó sẽ ấn tượng. Lô số 2. Lô số 2 anh Nam. Ủa kéo đâu rồi? Đây. Thôi kỳ này mổ bụng luôn nha các bạn. Móc móc kia kia mỏi lưng quá. Đóng hàng rất là kỹ nha, bọc những cái tờ giấy vô những cái đầu này nè, sợ thứ nhất là gãy đầu, thứ hai nhiều khi nó đâm người ta đau đó. Thấy cũng quằn quện á. Đây. Ô mấy cái này á, cái lũa này anh em làm mấy quán cà phê trang trí là cũng ok. Có người người ta cưa mấy cái chỗ này ra, ta gắn dưới màu, tháp dưới màu, hoặc là cây không khí lên đây nè. Đó, xong rồi người ta treo lên tường. Nghệ ha các bạn ha, nghệ á. Quá đẹp luôn. Đây. Rất là già ha. Này xịt nước rửa sạch bụi bặm đồ bên trong. Cực kỳ già luôn. Những cái sớ này. Cái này là an toàn nè, ok nè. Có thể chơi hai mặt. Ví dụ mặt này. Để mặt này cũng được. Mặt nào chán đổi qua mặt này. Đó. Mặt nào cũng ok hết. Đây, hàng đỉnh đây. Rất léo không? Đó. Quá lắc léo. Để vô chuồng cái nó khác liền các bạn. Cái chuồng nhìn nó nhìn nó mềm mại mà nó, thứ nhất là nhìn nó ngầu. Thì các bạn để vô cái chuồng của mình là một cái thường thường là cái chuồng sắt, cái lưới, là những cái chất liệu mà nó cứng không à. Xong rồi cái chuồng của mình á, thì thường mình sẽ làm theo hình chữ nhật, hoặc là sau đó nói chung là nó cũng vuông vức, nó nhìn nó khô cứng lắm. Thì khi mà trong chuồng các bạn mà để một cây lũa mà nó mềm mại vô á, để nó mềm mại vô thì cái độ cong này nó làm cho cái chuồng nó mình nó mềm mại lại.
bé nó nằm lên thì nó có cái độ tự nhiên ha, nói chung là nhìn nó vừa ngầu vừa đúng với tự nhiên mà nó mềm mại lại nữa. Này là thủy sinh cũng được, trang trí cũng được. Đó. Lắc léo không? Này đủ mọi kích thước ha. Ví dụ như cái này dành cho baby nè. Này dành cho size chung 6, 7, 8 x là vẫn còn nằm lên đây được. Đó. Cỡ cây này thì 1 mét nằm vẫn ok, đẹp. Nhưng mà những con massage ví dụ như cỡ 1m4, 1m5 là phải cây bự hơn nữa. Thì lần này mình chủ yếu mình tiêm cho những cái con mà từ size 1m trở xuống thôi. Nếu mà sau này mà có cơ hội làm những cái chuồng lớn dành cho những cái con bự khủng á, thì mình sẽ tìm những cái gốc lụa nó bự hơn nữa. Bự hơn nữa. Mà tôi ăn nói bị liếu lưỡi luôn, nói bị lạc giọng luôn. Trong đây cũng có mấy gốc bự đẹp lắm. Với là bạn biết á, những cái cây nằm, cái cây nó cong cong kiểu này nè, coi gu khi nó nằm ở đây á thì nó sẽ ị, nó ị cái phân nó gớt xuống đây đó, nó không có dính nhiều ở trên này. Còn ví dụ như mà cái cây mà nó bự quá mà chúng ta một cục á thì thường thường là nó sẽ ị lên cái cục đó luôn, thì rất là khó vệ sinh ha. Ví dụ những cái gói lũa mà nó cục tròn này nè thì nó ị, nó dính lên cái cục đó luôn, khó vệ sinh lắm. Còn cái cây mà nó mỏng mỏng thế này, nó chỉ cần nằm mấy người lên đây thôi, khi mà nó đi ị thì nó cũng khôn lắm, nó né cái đít ra, nó ị cho nó gớt xuống đây thì mình cũng dễ dọn dẹp vệ sinh hơn đó. Cho nên là mình yêu cầu người em nó lựa cho mình những cây như vậy, thấy không bạn? Những cái cây này rất là có duyên, rất là có duyên ha. Cái này á, anh em làm á, mấy cái mẫu chuồng nó có thể á, anh em nào mà chuẩn bị nuôi muốn làm một cái mẫu chuồng đẹp thì đầu tiên á, gọi là có ý thiết kế nha, đầu tiên sẽ đi lựa cái gỗ trước, cây lũa trước. Ví dụ mình lựa cây lũa này đi, cây lũa này á thì cái bề này nó cũng ngắn thôi. Thường thường mấy cái lũa kia nó bị cái vô như cây này nó dài quá nè, cái chuồng này thì tối thiểu khoảng 1m, 1m5 để vô thì nó hợp, 1m4, 1m5 đó thì nó bị dài. Còn cái chuồng này nó ngắn nè, chuồng này thì cỡ bề ngang 1m là chúng ta để vô được rồi. Nhưng mà ví dụ như chúng ta chủ ý chúng ta thiết kế một cái chuồng đẹp cho bé và chúng ta chọn được cái cây lũa này rồi đó, thì chúng ta làm cái bề ngang nó tầm khoảng 1m thôi, thay vì làm cao. Ví dụ anh em tính làm chuồng chữ nhật đi mà anh em gặp cây lũa này anh em thích quá thì anh em sẽ làm cái chuồng chữ nhật theo dạng đứng, thấy không? Có thể là ngang đang 1m rồi cái chuồng nó sẽ cao lên đây chút xíu đó, tại vì cái khoảng không chỗ này nó cao đó, thì nhìn ở dưới này nó rất là thoáng. Cái chuồng của mình nhìn vô nó rất là thoáng, nó không có bị mất diện tích đó. Còn có những cái lũa mà nó một cục bịch quá, nhìn vô cái tự nhiên nó bị mất cái góc đó luôn đó. Thì ví dụ bé nó nằm lên đây nó phơi nắng nè, rồi nó đi vòng vòng dưới này mình vẫn quan sát được hết, chứ mình không có bị che lại ha. Ok các bạn, tiếp tục nha. Không, như cây này á, cây này thì nó cũng đẹp mà nó dạng dài quá thì chúng ta có thể làm những cái chuồng hình chữ nhật nằm ngang. Ví dụ như chuồng này chúng ta có thể làm cái chuồng ngang khoảng 1m4, cao khoảng 60 là nó phù hợp với cây lũa này hả. Còn mấy cái cây này nó ngắn hơn nhưng mà nó cái độ cong nó cao hơn thì chúng ta làm những cái chuồng mà hình chữ nhật dạng đứng nó vẫn đẹp. Nó có nhiều kiểu ha các bạn ha. Thật ra làm cái dạng đứng á nó cũng phù hợp cho cái size mà từ hôm bữa mình có chia sẻ, ví dụ như igu mà cái size nhỏ nhỏ thì nó phù hợp cho cái chuồng dạng đứng hơn, tại vì nó leo trèo nhiều hơn, nó phát triển cơ bắp được nhiều hơn. Cái con mà lớn rồi massage thường thường nó sẽ thụ động hơn thì chúng ta sẽ làm cái chuồng hình chữ nhật dạng ngang, lúc đó nó cần cái không gian nó bò ở dưới mà ít leo trèo hơn. Đồng này có mấy cây bự rồi, có cây này đẹp lắm. Đó. Trời ơi,
nhìn những cái chi tiết này. Cái này là chỉ có tự nhiên thôi mới làm được thôi các bạn nè. Những cái này không phải là dính sơn hay gì đâu nha. Cái này là giống như nó bị cái gì ta, nó gọi là nó bị giống như là oxy hóa đồ các thứ vậy các bạn. Thì trong bonsai á, nó có ở trong nhân tạo mà các nghệ nhân mà làm lũa thì có sử dụng giống như cái lưu huỳnh nhá, cái nước lưu huỳnh quét lên cái lớp lũa nè để cho nó ngày càng cứng và nó trắng ra. Ồ, cái này cái vân này quá đẹp luôn. Này chắc để dành. Này để dành. Thôi thôi. Đó. Đẹp chưa? Quá xuất sắc luôn. Trong mà tạo tác bằng tay thiên nhiên các bạn đâu có tạo tác được mấy cái này. Đâu có tạo tác được mấy cái chi tiết này. Làm được, có những cái mũi lũa nhỏ, những người nghệ nhân cũng rất là khéo tay, rất là tài năng, rất là đỉnh cao, cũng đi những cái nét lũa này. Nhưng mà đâu bao giờ mà bằng tự nhiên được. Bạn thấy không? Chạy uốn lượn, xong rồi đường ở dưới cũng uốn lượn, tạo thêm cái ngấn ngay chỗ này ha. Ở trong đây thì nó chẻ ra những cái ô nhỏ. Nè, các bạn nhìn đây nè. Thấy không? Những cái chi tiết này làm sao con người đi được. Chỉ có hàng trăm năm là nước, rồi gió, rồi oxy hóa, rồi các kiểu ra nó tạo ra được những cái này. Làm gì có bàn tay con người nào mà tạo ra được cái này. Quá là đẹp luôn. Tuyệt vời. Đó. Ví dụ như những con này, cái này là những con mà 1m, 2m3 là nằm vẫn được. Cây này cũng vậy, 1m2, 1m3 nằm vẫn ok. Quá đẹp. Cái cây này á, cái này nó ứng dụng nhiều lắm. Bò sát, thủy sinh. Rồi nhiều khi mình nuôi mấy con chim á các bạn, mình cột trong cái aviary, mình làm cái chỗ cho nó đậu cũng rất là ok. Đó, cột đầu vô tường. Đó. Trong quá trình vận chuyển nó cũng bị gãy á các bạn. Nó gãy mấy cái nhỏ nè. Nó kệ không sao. À, cây này tờ. Thấy không? Đúng ra nó dài hơn miếng nữa. Nó gãy khúc đầu rồi, kệ nó. Làm chịu rồi, vận chuyển xa nặng là phải vậy rồi. Ồ, thêm một cây nữa. Đẹp nữa. Phê chưa? Cây cũng đẹp. Nó nhiều cái cua nó khúc khuỷu. Bonsai cũng vậy. Bonsai nó có những cái cua khúc khuỷu mà nó tự nhiên ha. Từ dưới đây uốn lượn lên dưỡng đây. Bay, cành bay phóng ra. Rất là đẹp. Cái này nó giống như là các bạn thấy nha. Cái này nó giống như là nó được người ta xoắn lại vậy các bạn. À, các bạn thấy những cái sớ nó xoay vòng không? Đó. Nó xoay vòng không? Cái này giống như là được người ta cầm, người ta xoắn lại nó mới tạo ra những cái sớ này nè. Thấy không? Cực kỳ đẹp luôn. Những cái này cũng vậy nè. Cái đường gân. Đường gân nè, nó chạy, nó xoắn lên đây nè. Đó. Cái này giống như là người ta cầm ta. Cái này nghệ nhân bonsai cầm bẻ dặn sắn lên mới được vậy nè. Đó. Thì cái này phải trải qua 100 năm. Rồi cái môi trường ở cái chỗ đó nó bị gió. Nhiều khi gió nó dặn. Gió mà cường độ mạnh và liên tục á. Thì nó dặn cái cây. Nó xoắn lại. Đó. Mà cái cây này cái sức khỏe nó rất là tốt. Nó vẫn tiếp tục sống. Rồi hàng trăm năm rồi cây nó già.
cái lõi bên trong á, nó ngày càng cứng ra thì nó tạo thành cái lũ thép đó, xong rồi cây nó bắt đầu nó già quá, nó chết đi, cái phần gỗ thịt bên ngoài bắt đầu nó bị mục, nó mới vô tới cái gỗ cái lũ thép bên trong này đó, nó ra những cái khúc cây rất là cứng. Cái cây này cầu chục ký hơn á, nặng cầm mà rung tay, quá đẹp. Ok các bạn, về cái lô lũa này để mình chơi và để chia sẻ cho anh em mình rất là ưng ý luôn ha. Ở trong này có rất là nhiều cây đẹp. Đây, cây này đẹp. Ý dạ. À, ấn tượng. Đẹp. Cây này cũng đẹp. Này cũng đẹp, này cũng đẹp. Đằng kia cũng đẹp. Có những cây nó đây, đẹp. Cây này cũng đơn giản thôi nhưng mà đẹp. Đó. Nó mềm mại, thanh. Lũa mà nhiều khi nó cục bịch quá nhìn cũng không đẹp các bạn, nó phải có cái độ thanh thoát của nó. Cây này cũng đẹp nè. Thấy không? Nó có cái độ thanh của nó và cái độ quái, độ dị của nó. Mượt, uống lượng tự nhiên. Nhưng mà nói chung là mình thích nhất cây này. Thích nhất là cây này. Thì khi mà mình bố trí trong chuồng á, mình sẽ phô diễn ra cái mặt này ha. Cái mặt này gọi là cái giống như mình gọi là mặt tiền. Thì chơi bonsai cũng vậy, nó có mặt tiền, mặt hậu. Thì người ta phải chọn lựa cái mặt nào là cái mặt chính đó. Thì chơi lũa cũng vậy, để em chuồng. Ví dụ như cái chuồng đặt vậy, mình sẽ ngồi ngay vị trí này để mình ngắm nó nè. Ví dụ cái chuồng đằng đó đặt cái lũa đó, mình ngồi mình ngắm nó vậy. Thì cái mặt này gọi là mặt tiền ha, mặt tiền trước giống như mặt tiền nhà vậy nè. Đó, còn cái mặt này gọi là mặt mặt lưng, mặt hậu. Và đặc biệt thì cái cây này chơi được hai mặt luôn. Mặt bên này cũng rất là đẹp luôn. Đó, nãy giờ mình quay mặt bên kia mà mình chưa quay mặt bên này nè. Rất là đẹp luôn. Nè, làm sao mà tạo ra được, nếu mà trong tự nhiên thì làm sao tạo ra được những cái đường gân như thế này, khoanh tròn những cái nút như thế này. Không bao giờ tạo tác được hết trơn á. Này là người ta nói là thiên nhiên là người thầy vĩ đại mà. Anh em mà chơi bonsai theo phong cách tự nhiên á là nắm rõ cây này, cái câu này. Mẹ thiên nhiên là người thầy vĩ đại nhất. Thì những cái mô hình cây á, mô phỏng phong cách thiên nhiên thì cũng nhìn từ những cái cây ngoài thiên nhiên. Ở trên núi, trên đồ á, nó có những cái kiểu dáng rất là độc lạ. Thì các nghệ nhân cũng mô phỏng theo, tạo tác lên cái tác phẩm của mình. Ha, cây này chơi được hai mặt tiền luôn. Chơi mặt nào chơi, chán mặt này đổi qua mặt kia, tuyệt vời. Rồi, ok anh em ơi, đây là cái mớ lũa mà mình mới sưu tầm được. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì lên mình chia sẻ lại cho mọi người cùng chơi, để có một cái không gian sống lý tưởng cho các bé nó, cũng như là có một cái góc chiêu nó đẹp, nó mang nhiều cái cảm xúc. Để khi mà chúng ta ngắm nhìn nó thì chúng ta có nhiều cái cảm xúc và nhiều cái năng lượng, nhiều cái hướng đi, nhiều cái mơ ước đồ cho nó ha. Rồi, thank you anh em đã xem clip. Sau khi bày biện ra cho anh em coi xong, bây giờ mình sẽ dọn dẹp một mình. Ok, thank you mọi người xem clip nha. Bye bye.